Nghe nhạc nhiều, vậy thì có ai chưa biết về khái niệm mono và stereo chưa? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Mono nghĩa là... À, không phải là chàng ca sĩ mono này đâu. Mono là một loại âm thanh chỉ phát ra từ một nguồn phát âm nhất định và cố định, theo một hướng nhất định. Nếu bạn chỉ dùng một âm ly và một loa, thì khi đó âm thanh phát ra từ một loa cố định duy nhất, cùng là nguồn phát duy nhất tới tai bạn. Ví dụ, có một người đang đứng trước mặt bạn và nói chuyện với bạn. Âm thanh phát ra từ miệng người đó tới tai bạn chính là âm thanh mono, bởi nó xuất phát từ một nguồn duy nhất là miệng người đó và chỉ theo một hướng từ miệng người đó tới tai của bạn. Và âm thanh stereo là gì? Là phần giao thoa giữa các âm thanh được phát ra từ ít nhất hai hoặc nhiều nguồn khác nhau. Và quan trọng hơn nữa là chúng được phát ra từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. Ví dụ, một chú chim vừa bay vừa hót từ bên phải sang bên trái và thêm tiếng xe của một chiếc xe máy chạy theo hướng ngược lại.